Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn trên kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Hôm nay nhưng mà cô chú anh chị cùng bán cơm với gia đình của Nhân nha. Ngày này là mấy chú cùng Nhân lại rồi cô chú anh chị. Mấy con rồi, thấy em luôn à. Con mới hỏi mẹ con mấy chú lại chưa? Tối điện cho anh hai, anh hai có bắt máy đâu, chắc 8 giờ đó. Vậy hả? Ừ. Vậy ổng nói em luôn. Hồi chiều thấy chú Hoa dậy lên nè, tưởng làm xong về luôn rồi. Sáng ra thấy em luôn. Nói vậy nè. Nói với Gành là nếu mà về đẳng là có là em điện lên hai. Lúc đó ở đâu không bắt máy, trời mới 8 giờ chưa ngủ mà. Điện hai chắc 8 giờ. Để không để chuông không hay gì đó. Rồi chị mời tưởng nói về vậy hết rồi, tao nằm tao nói nãy giờ tao không cho ông miếng thịt nữa. Điện cho anh hai là điện bên Zalo á. Dạ. Có mọi nói chuyện trước nữa. Đã. Rồi sớm giờ tao nói em luôn rồi, gì nói rồi. Trời ơi. Ông hai lại sớm nhất. Sớm nhất mà mình đi cơm của bà. Bắt coi. Diễn cơm mất tiêu rồi. Là sớm nhất diễn cơm mất tiêu. Rồi bây giờ, rồi đi. Á, chết. Rồi em nội hồi tối tới giờ. Qua rồi. Không. Qua lấy cái cơm khoanh hai đâu nha. Nội trước thì đây rồi, không cho là thôi. Ăn xíu rồi. Ừ. Đây để nha. Cái chú ra rồi nha mọi người. Còn có cho con. Cơm. Cơm. Cơm kêu chở bãi vô động không gì từ đâu rồi ta sáng đâu đi sớm vậy từ sáng đâu đi sớm vậy cơm không thiếu có bắt sớm hả cứ mì đi à. Ngày đổi món cơm quả vậy cũng lại rồi rồi chị bỏ cái mì làm cái mì nữa luôn. Hai trái cơm thêm à? Cô bới trà nha. Thì làm trong hai trước. Có tiền không tư? Ờ 5 ngàn. Đã chuối gì đâu? Được. Dạ, rồi cũng không, 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 không.
Dễ nó không dễ luôn, nó dễ không dễ luôn, nó dễ luôn. Quan xong không Út? Nó hết ý kiến phù. Ông đưa 200 về nó để đi ăn từ từ chị. Hai cục bỏ cơm á, nhà bỏ một cục hơi đi. Là Lý Thắng này có ngại bỏ bao giỏ. Này thấy chết lắm nghe Thắng. Chết túi xuống mà lại luôn rồi đó. Có hồi lúc mới bán cà phê á, có lộn kêu bột ngọt chứ kêu đường. Có quậy do ông kia hết ly bột ngọt rồi. Uống cho lộn thì chắc chắn nhìn nhẫn. Ngọt cũng hơi cháy giác hình mày hả? Thì cái nha, hai tính tiền. Thử tính luôn rồi ra đem tiền thòi ra thôi. Ba ly quê 24 ngàn. Ba cơm tháp được 84. 84 hồi 16. Ba ly 21 ngàn. Có tiền bằng ngàn chi con. À, thêm ly bự nữa. Thôi ông hai rồi đó. 34 ngàn. Tại có ly 10 ngàn ly bự. 84 hả? 84 hồi 16 đủ 100.
Tính giấy quen ha. Nó được của Trương tính mau. Tại ơi, tại nó nhiều, tại của Trương 2 tới chứ mà. Nó cho em nhiều quá, anh cũng mời bị gói. Mời gỡ chăm. 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 Hay với cơm với một chén cơm thì hồi để mình. Tối ngày đó là em hoài. Bà điện bà kêu xe người ta đi rồi bà không đi là đi đâu ạ? Qua thôi đỡ mới sáng hôm nay tới. Rồi không nói ổng chạy vô kiếm mà có hai thằng luôn. Thôi chạy vô hết thì nữa. Nói vợ ổng thương ơi, một cái thứ một thứ nào chừng nào đi má kia. Nó vợ ổng còn. Nó kêu ổng chạy mà có vô hai thằng luôn. Dạ. Bởi vì ổng chạy vô tới nhà ổng kiếm luôn. Bao nhiêu tiền của bao nhiêu tiền nhiêu của ông tôi là 15 hôm nay có tiền tài phải chụp.
Ông còn ly cà phê em mua 7 ngàn, em đưa 7 ngàn đi phê. Nướng thêm mớ hả bà? Nướng thêm, sau khi nướng hết bà. Đâu là cọc miếng nào chưa? Là cọc miếng sườn. Để em đứng tự giờ để hoài không? Lâu quá không ăn cơm. Miếng sườn này ngon vậy không? Ông hai đó, ông hai đó là phá ba gọi không tám. Ôi đi, có ai bắt làm ghế làm xui gì đâu mà đứng thanh tay không biết. Con Tư bảnh ông giỏi kìa, ông quét kìa chàng. Ôi trời ơi, em là thêm miếng nữa. Hành đây chả, không cho hành hả? Ông hai này thì ăn ba gọi, ông hai này thì ăn sườn. Vậy mới hết thật. Vậy hết chứ, bán mới hết chứ. Bán xa cái phục vụ tặng hết nha. Vậy mới vậy, mà má. Cảm ơn giấy sắp rồi. Hôm nay bán thấy ổn không mẹ? Ổn. Trưởng thành mẹ đổi qua nồi nước mơ mini vậy. Sáng mấy đứa hỏi với ủa sao này nồi nhỏ vậy, tôi nói ế quá ế rồi. Nãy sớm mới có mấy người. Quá ế rồi, từ nồi bự mà xuống nồi nhỏ, người ta nấu càng ngày càng lên, rồi mình thấy tính nấu từ nồi bự mà xuống nồi nhỏ rồi đấy. Công ty mình đang nghỉ Tết. đang nghỉ Tết mà. Vài bữa nghỉ hè. Ở vài bữa qua nghỉ hè luôn. Dạ cô chú anh chị ơi, thì hôm nay mẹ có nhiêu bán cũng gần xong rồi, mà hôm nay bán đắt hay ế gì là cũng có được niềm vui trên nha. Thì niềm vui bất ngờ từ một người anh giấu tên trên clip thì cũng gửi về cho mẹ ít quà. Ngoài mẹ ra thì có ba nè, có dì ba, có cậu Út nữa, thì có Quỳnh Nga nữa nha. Thì anh gửi cho mẹ là 100 đô. Cho mẹ gửi lại nói, cho mẹ gửi lại cảm ơn. Chúc anh mạnh khỏe. Dạ. Còn dì ba với cậu Út. Cậu ơi. Lại nhận quà. Bữa nay cậu có quà nè. Thì thành của cậu là cậu với dì ba chia ra mỗi người nửa tấm. Dạ, mình cắt làm hai người nước cắt tóc. Thì ai có tiền thì đưa lên cho người kia một nữa. Rồi cậu gửi lời cảm ơn anh đi, anh giải tặng. Rồi cảm ơn anh ha. Dì ba có gửi lời không? Dì ba giữ đi nó chia cho cậu. Ba ơi, nhớ quà không? Dì ba bị khớp bị cung chứ. Chia con nửa tấm nha. Rồi nè, này anh gửi cho ba. Rồi, cảm ơn rất nhiều nha. Trong nước thạch đó. Con này của Nhân. Quỳnh Nga mình vui rồi đó. Dạ, còn đây là phần của Quỳnh Nga nha.
Dạ em cảm ơn anh nha, chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ thì em cũng thay mặt gia đình cảm ơn một người anh giấu tên nha. Thì chúc anh nhiều sức khỏe, công việc ngày càng thuận lợi suôn sẻ hơn nha. Dạ sẵn ngày hôm nay trước khi mà kết thúc video clip á, thì đây là những phần quà mà anh Vĩnh sẽ dành tặng cho những em nhỏ ở xóm của mình. Ngoài ra là có thêm vài phần gạo nữa nha cô chú anh chị. Thì hai chị em Như cũng có hẹn với bà con là khoảng 8 giờ là có mặt nha. Thì mình 8 giờ mình sẽ phát quà, tặng quà cho bà con và chị em nha. Ở đây là mình có chuẩn bị 15 phần quà với thêm một mớ bánh này cho mấy em bánh sau mà không có phiếu. Thì phần quà ở đây sẽ có một bàn chải và một chai kem đánh răng. Rồi có kẹo, sô-cô-la, bánh, hai hộp bánh. Phần này là mình dành cho những em nhỏ. Còn về phần của người lớn thì sẽ có một bao gạo là 10kg nha. 10kg với lại một con mì. Mỗi bao là 100 ngàn. Với lại một hộp bàn chải đánh răng. Với kem đánh răng. Một kem đánh răng nha cô chú anh chị. Thì do số lượng không có hạn cô chú anh chị nên mình cũng có gửi phiếu cho bà con, mình chú cô chú anh chị là có phiếu mà đến đúng giờ thì mình sẽ ưu tiên để tặng trước nha. Giờ mấy em này đến là xếp hàng rồi, giờ mình xin phép tắt đây. Ba lấy đi, đây. Rồi lên đây, qua đây là nhận. Qua đây, qua đây luôn. Qua đây đi theo luôn. Rồi, cảm ơn. 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 Cảm ơn các bạn đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiền cho gia đình của em thì em muốn chúc anh nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi suôn sẻ nha. Thì thứ hai nữa thì em cũng xin đại diện cho bà con trong xóm gửi lời cảm ơn đến anh Vĩnh đã gửi tặng những cái phần quà rất là dễ thương ý nghĩa này đến cho các em cũng như là các cô bác ở trong xóm. Dạ thì cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ em cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp các anh chị ở sau. Tạm biệt cả nhà.